Và xin chào mừng quý vị và anh em đã trở lại với trận thi đấu giữa Faith Clan và Coldplay City rồi. Và đây là đã là match thứ hai, match thi đấu Mirage. À quên, Mirage, match thi đấu Mirage anh em ạ. Vừa sau vừa nãy mấy thằng Faith Clan nó bắn vào mắt tôi. Tôi đang hơi bị sang chấn tâm lý một chút. Không những bắn vào mắt lại còn bắn luôn cả vào não và cả trái tim của anh Ngô nữa. Vâng, và chúng ta bắt đầu với trận đấu ngay bây giờ rồi. Đây là pistol round của bên phía team Faith Clan. Và đây rồi, Guardian có một khẩu P250. Nhưng mà bên phía của Complex City họ đang bắn đến 3 người. À, Guardian có mạng đầu tiên rồi. Nhưng mà Nothing bị hạ gục bởi Adren, còn đó Sazan. Sazan đã có một vị trí rất đẹp ở underplay. Có vẻ như là Faith Clan sẽ không trách vào vị trí này. Nhưng đó là tình bắn tốt của Ren. Chỉ còn Merrick Head ở City thôi. Đang có một người ở short, đó chính là vị trí Stanislaw. Nhưng Stanislaw và Rick Hand mỗi người có cho mình một mạng, và đơn tình huống là 2v2. Vâng, Rick Hand đang phải solo đợi cho những người đồng đội của mình về thôi. Olofmeister vừa bắn yếu được Stanislaw rồi. Đây là một quả bom đặt đẹp về vị trí Ram. Olofmeister cũng có nhảy xuống khu vực connector. Stanislaw đang sợ rồi, đang phải tìm vị trí của đồng đội ở đâu. Và Rain có một mạng của Rick S. Stanislaw đã lộ vị trí, và Olofmeister nó chỉ cần một máu thôi anh ơi. Olof vẫn đang trốn. Olof đang chơi an toàn, và Faith Clan sẽ có round thiếu đầu tiên rồi. Round thi đấu pistol chắc chắn sẽ dành cho các thành viên bên phía team Faith Clan. Và Complexity Gaming Stanislaw sẽ cố gắng đi xếp cho mình cái giáp này. Liệu có phải là một khởi đầu thuận lợi cho Faith Clan hay không đây? Round thi đấu tiếp theo thì các thành viên Complexity liệu có quyết định fog buy hay không? Vâng, khả năng bắn City side của các thành viên Complexity Gaming ở trong map thi đấu Mirage này cũng không được tốt cho lắm. Tuy nhiên thì T side của Faith Clan nó cũng như vậy. Đây là map pick của các thành viên bên phía team Faith Clan. Vừa rồi thì có vẻ tôi đã nhìn thấy Complexity Gaming quyết định up cố rồi. Đúng là như vậy. Lại là một khẩu scout dành cho vị trí của Dead. Trong khi đó thì Nothing có cho mình một khẩu MP9. Round thi đấu này thì Complexity vẫn hoàn toàn có cơ hội có thể chiến thắng được. Và chúng ta hãy cùng xem bom side B hiện tại đang được solo đến từ vị trí của Dead, chỉ với một khẩu chính xác là Ricky với một khẩu Deagle thôi. Và bây giờ thì Faith Clan quyết định sử dụng tactic của những người ngang ngố rồi, tràn luôn vào trong bom side B. Hai quả smoke ra được che của khu vực short. Và bây giờ thì bên phía team Faith Clan có vẻ đã nhận được khá nhiều viên đạn. Và Guardian 7 máu, Nico 47. Và ngay lập tức thì một quả nết được trả vào. Stanislaw kết thúc được Guardian. Và vị trí của Adret vừa rồi với quả lửa cũng đã hạ gục được Shazam. 4v4, quả bom được đặt bên phía bom side B. Và retake bom side B thì luôn luôn sẽ là rất khó khăn. Có vẻ như Complexity Gaming họ cũng biết được điều này. Sẽ là bạch ngược về bên phía bom side A để đi xếp súng mà rồi. Stanislaw đang là người di chuyển ở khu vực lầu B, cố gắng bắt súng, chặn đường ra của các thành viên bên phía team Faith Clan. Và nếu như may mắn thì có thể nhặt thêm cho mình một khẩu AK nào đó. Và giờ thì có vẻ như Aren cũng đã phát hiện được vị trí của Stanislaw rồi. Stanislaw đang cố gắng nhá. Khẩu CZ75 liệu có thể làm được gì hay không đây? Bắn yếu đến vị trí của Rain. Một mạng cho Stanislaw, nhưng ngay lập tức Aren đã đói đổi mạng. Vâng, Nothing là một tình huống bắn MP9. Và cả 5 thành viên bên phía team Faith Clan đều phải nằm xuống. Vâng, một round anti phóng bài quá vất vả. Một không phải là vất vả đâu em ạ, mà một tình huống mà Complexity đã không thể bắt súng cực tốt. Chúng ta phải vỗ tay cho những tình huống bắt súng như vậy của Complexity. Nothing với khẩu MP9 làm 2 rồi. Tuyệt vời Complexity. Nhưng mà tỷ số là 2-0 dành cho Faith Clan. Với việc nấp mất đi đến 5 súng của vừa rồi thì Faith Clan đang có một round thi đấu yếu tiền rồi. Và đây sẽ là một cái round thi đấu rất quan trọng. Nhưng Adren vừa bắt được Dep, và đó là một tình huống mà Adren phi láo lên khu vực bom sai A. Dep vừa bị hạ gục rồi. Bên phía của Faith Clan đang triển khai những bài control mid cơ bản thôi. Một round thi đấu mà các thành viên của Complexity họ đang bỏ hoàn toàn khu bom sai A. Chỉ có duy nhất một người từ khu City thôi, đó chính là Nothing. Anh chàng ở trong round thứ hai vừa rồi có một round thi đấu bắt súng rất tốt, và có trên tay của AK cũng như là full đồ. Faith Clan nếu như mà đã muốn control mid thì họ rất hay đánh vào A. Bom cũng đang di chuyển về công ty B rồi, và Nico bắt được Ricket ở khu vực bom side B. Faith Clan đang muốn di chuyển về khu bom side A. Complexity sẽ làm như thế nào đây khi mà đội hình chỉ còn có 3 người? Vâng,
round thi đấu này thì Fedcan chắc chắn sẽ đánh vào trong khu vực bom xe A rồi. Chính của Rain cũng như là Guardian đang kiểm soát được khu vực Collector. Tiếp tục thì Nico cũng hạ cùng được thanh niên là B-Shot. Và bây giờ thì bên phía team Fedcan đang cố gắng cầm bom lên trên Aram. Nhưng vừa rồi thì Shazam với tiêu năng scout rất tốt. Double kill dành cho Shazam với khẩu scout rồi. Và Fedcan có vẻ như là họ đang hơi sợ thì phải. Và vừa rồi thì Nico. Vâng, Nico đã clear được bom side B nhưng anh lại để chết dưới tay của Nothing. Và bây giờ thì bên phía team Fake Clan họ lại phải gặp khó khăn khi muốn tràn vào bom xe B rồi. Một tiếng mà Nico đã có một vị trí đứng quá đẹp. Vâng, đồng đội thì chưa vào sai nhưng không hiểu sao Nico vẫn quyết định đẩy lên. Và bây giờ thì bên phía team Complexity Gaming họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể chiến thắng trong round thi đấu này. Đặc biệt là cả hai player đều đã lên được cho mình những khẩu AK. Và Nothing tiếp tục là Shazam nữa. Vâng, rất bất ngờ dành cho Fake Clan. Trời ạ. À. Một tình huống xử lý tốt của Nothing. Nothing bắt được Nico và anh chàng này trốn ở khu Ben như kiểu là ẩn thân chi thuật đấy. Chỉ cần căng tâm mình và lắc lên, Nothing đã có một tình huống bắn tốt và Complexity có rào thì đó đầu tiên. Khen Nothing là một phần nhưng mà chúng ta cũng phải nói lại tình huống bắn scout của Shazam rất tởm thôi. Một rào thi đấu mà không hiểu sao bên phía team Fake Clan vừa rồi định đánh vào A nhưng mà Nico với đường bò trườn của mình đã chiếm được bom xe B cho đến khi mà lúc đấy thì Nico đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình cho đến khi tiền móc ra bị nó tình bắn. Và ngay lập tức thì các thành viên bên phía team Fake Clan để thua một round phải gọi là rất nhạt. Liên tục là Fake Clan đóng vai những anh chàng shipper, những anh chàng shipper với những khẩu AK-47, những cái hỏa lực rất mạnh dành cho bên phía City Side. Và Fake Clan họ đang yếu tiền rồi. Và đây là một round thi đấu Force Buy của bên phía team Fake Clan. Một round thi đấu Force Buy và họ chỉ có duy nhất 2 quả flash và 1 smoke thôi. Smoke duy nhất thì đã trả ra cục mid đồ rồi. Đây sẽ là một round thi đấu đánh mid to A với những khẩu lục ừ. Sẽ là quá no hope dành cho bên phía team Fake Clan. Vẫn còn một smoke nữa đến từ vị trí Nico. Đây rồi, Complexity có vẻ như đang muốn rủ nhau đẩy khung mid đồ. Olof Meister và Rain đang bò lên. Bên phía của team Fake Clan muốn vào cục jungle. Ừ, đây là một round thi đấu mà các thành viên của Fake Clan đã ra đến mid thành công rồi. Rain đang được boost lên. Ở trong round thi đấu này thì Complexity đang bỏ hoàn toàn khung jungle. Nothing đẩy ra khung connector. Rain đang có vị trí rất đẹp rồi. Rain sẽ bắt được Nothing thôi. Vâng, Rain nhìn bên trái và đúng là như vậy. Nhưng đó là một tình huống bắn mù mắt đến từ Rain. Nico bị hạ gục rồi. Fake Clan còn 3 thành viên thôi. Olof Meister, Guardian và Adren. Quá khó dành cho Fake Clan trong round thiếu này. Đang có một tình huống bài tờ mid đến từ Olof Meister. Nhưng Nothing đang chú ý về khu connector rồi. Adren nằm xuống. Olof Meister và Guardian, cái tên tiếp theo nào sẽ bị hạ gục đây? Fake Clan. Vâng, đó chính là thí sinh mang tên Olof Meister. Round thứ 2 đang đến rất gần rồi. Và đúng là như vậy, Nothing có 2 mạng và một nụ cười rất tươi đến từ Nothing. Vâng, đó là 2 đều dành cho các thành viên Complexity. Và Fake Clan họ sẽ phải eco trong round thi đấu này thôi. Vừa rồi thì họ đã có cho mình một round fork bài rồi. Một round thi đấu mà Fake Rain vừa rồi bắn mù mắt với khẩu CZ-75. Đặt tầm cứ tưởng như là chuẩn rồi, nhưng ai ngờ Rain bắn là toàn trượt. Vâng, và Fake Clan đang di chuyển 5 người ở khu vực lầu B. Vâng, liệu có phải là tình huống chạy bề tiếp theo đến từ bên phía team Fake Clan hay không? Complexity họ đang có những tình huống trả đồ là tốt ở trên khu vực lầu B này. Một round thi đấu mà Fake Clan eco với 5 khẩu Glock. Cơ hội chiến thắng gần như là 1%. Rain lộ vị trí rồi. Những khẩu Glock bắn một viên vào đầu là chưa chết ngay. Chỉ có những tình huống đi bầy đàn với những khẩu Glock này thôi. Đây sẽ là một round thi đấu mà Complexity chiến thắng đến 99% rồi. Một round thi đấu mà Complexity họ đang bắn đội hình default. Fake Clan thì di chuyển lầu B từ rất sớm rồi. Đây sẽ một round thi đấu đánh vào B thôi. Ricket với khẩu AUG, khả năng cao là Ricket sẽ làm 3. Bắt đầu di chuyển đội hình đến từ Fake Clan. Nào đây rồi, bò vào với khẩu AUG thì nó gọi là thôi luôn.
Nào, Rick em sẽ đoán là có mấy mạng đây Linh? Em nghĩ là phải ít nhất là 4 mạng. Chúng ta cùng xem tình huống tràn vào đến Red Clan. Giờ Ricky có vẻ như chọn giải pháp an toàn rồi, quyết định bách xuống rồi. Bạn không việc gì về mạo hiểm cả. Bây giờ thì là double kill đến từ vị trí của Ricky. Tiếp tục thì Stanislaw cũng có cho hai mình hai mạng. Nothing đẩy ra kết thúc mạng của Olofmeister. Tỷ số sẽ là 3-2 dành cho Complex City Gaming. Và vậy là vừa rồi Rick hết có hai mạng. Thôi như thế là cũng được rồi. Cậu Ricky quyết định chọn cái phương án an toàn hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Những cái round như thế phải vẻ mặt an toàn thôi. Mất AUG là đối phương lại tự nhiên có lợi thế. Stanislaw vừa rồi búp quả flash rất đẹp thôi. Một quả flash làm cho đội hình của Faze Clan mù loà. Vâng, và bên phía của team Faze Clan có cho mình một round thi đấu full buy tiếp theo. Tuy nhiên thì Guardian không đủ tiền để có thể lên cho mình một khẩu AWP rồi. 5 khẩu AK và Rain đang muốn tràn láo lên trên cung B-Shot nhưng không được đâu. Vâng, tràn một quả smoke với chúng tôi này. Stanislaw bắt được bạn của Rain. Đang muốn spam một quả smoke nhưng Stanislaw đã bị người bị spam ngược lại, chỉ còn cho mình 34 máu mà thôi. Tuy nhiên thì bên phía team Complex City Gaming họ vẫn đang có cho mình lợi thế hơn người. Nothing sẽ là người giữ lại khu vực Connector. Và các thành viên bên phía team Faze Clan, vị trí của Aren đang là người di chuyển ở trong khu vực lầu A. Complex City Gaming thì có Dep, cùng với đó là vị trí của Shazam sẽ là người bắn cường khu vực Aram. Vừa rồi thì Shazam có vẻ như sẽ bách ngược về trong khu vực bombsite mà thôi. Shazam trong round thi đấu này thì cũng có cho mình một khẩu AWP rồi. Đội hình của các thành viên bên phía team Complex City Gaming trong round thi đấu này đang là khá cơ bản. 2-1-2, Nothing sẽ là người kê lại ở khu vực jungle cũng như là connector. Và bây giờ thì bên phía team Faze Clan có vẻ như sẽ bách ngược lại để đánh vào khu vực bombsite A mà thôi. Guardian đang di chuyển được lên trên khu vực B-Shot rồi. Chính xác là đang ở trong khu vực cống đi phải. Và bây giờ đến bên phía team Complex City, chính xác là Faze Clan sẽ bắt đầu di chuyển lên trên khu vực bom sai A. Vâng, và các thành viên Complex City Gaming sẽ thủ bom này như thế nào đây? Cô đang di chuyển vào trong connector rồi. Có vẻ như vừa rồi đã bị phát hiện đấy chăng? Dep bách ngược lại vào trong khu vực chân lầu. Và liệu Nico có biết được điều hay không đây? Phát hiện ra vị trí của Dep rồi, nhưng Dep mới là người bắn hay hơn. 5-3, lợi thế hơn người bên phía team Complex City Gaming. Và giờ thì Aren đổi được mạng của Dep. Nhưng Shazam bắn trượt đến từ vị trí của Shazam. Aren có cho mình double kill, nhưng vừa rồi thì Nothing cũng hạ gục được Guardian ở trên khu vực B-Shot. Và giờ thì không đủ time rồi. Vâng, tuy nhiên Olofmeister vẫn tràn qua được bombsite. Và Aren có cho mình triple kill rồi. Tần bình của bên phía team Faze Clan đang tỏa sáng ở trong round thi đấu này. Olofmeister đặt thành công một quả bom kín. Và Aren sẽ là người bách ngược về trong khu vực Aram mà thôi. Vâng, Aren cần phải có một tiếng tỏa sáng ở đây. Key player, các thành viên bên phía team Faze Clan đã làm đến cho mình 3 mạng rồi. Nhưng bây giờ thì Olofmeister trong bombsite đối đầu với Stanislaw. Cả hai đều yếu máu, nhưng Olofmeister sẽ là người bắn trước. Và Aren kết thúc round đầu với Quara Kill dành cho riêng mình. 3 đều dành cho bên phía team Faze Clan. Vâng, phải nói rằng những round thiếu chiến thắng của Faze Clan phải nói là rất chật vật và cực kỳ khổ sở. Không có người làm 3 thì chắc chắn là sẽ có người làm 4. Mà không làm được đến những cái mạng như thế thì chỉ có gọi là chết thôi. Chứ thể là thua, giết 1, giết 2 là không đủ. Vâng, và bên phía của team... Bên phía của team Complex City vừa rồi có một tình huống mà Shazam bắn khá lỗi. Bây giờ thì các thành viên bên phía Complex City Gaming họ vẫn đủ tiền để có thể full buy mà thôi. 2 khẩu ốp được lên đến từ vị trí của Shazam. Và một người cầm khẩu ốp thứ hai là Stanislaw, khá là bất ngờ. Và đang những tình huống đẩy mid đến từ vị trí của Ricky. Nhưng Nico tràn láo ra khu vực lầu A và không có một quả bom nào cả. Nico đổi được mạng của Nothing nhưng ngay lập tức Shazam hạ của một Nico. Guardian kết thúc được Ricky. Nhưng vừa rồi thì có vẻ như là Dep cũng có cho mình một mạng rồi. Vâng, tiếp tục thì Rain bắt được Shazam. Nhưng Stanislaw vẫn còn ở đây với khẩu AWP của mình. Vâng, 2-2, Faze Clan liệu có muốn đánh lên trên bom Saiyan nữa hay không đây? Quả bom đang rơi ở khu vực Aram vẫn có thể nhặt được đến từ các thành viên bên phía team Faze Clan. Và bây giờ thì Complex City Gaming phát hiện ra quả C4 này rồi. Vâng, Dep sẽ nhìn thấy quả C4 này và báo về cho người đồng đội của mình mà thôi. Complex City Gaming có vẻ như quyết định bắn cường khu vực Aram luôn. Và các thành viên bên phía Faze Clan trả ra một quả smoke để có thể nhặt lại bom. Và chúng ta hãy xem Dep di chuyển như thế nào đây. Có đẩy qua hay không? Olofmeister đã bách được về rồi. Có vẻ như Complex City Gaming quyết định đẩy qua luôn, nhưng các thành viên Faze Clan đã chạy được về. Và bây giờ thì Guardian bắn trượt rồi. Stanislaw kết thúc đồ Olofmeister và tiếp tục là double kill. Chính xác là 3 mạng dành cho Stanislaw trong round thi đấu vừa rồi. Faze Clan đã bị reset tiền rồi. Vừa rồi thì hoàn toàn có thể vị trí của Olofmeister là người cầm bom, có thể bỏ mặc Guardian được. Và rõ ràng là Guardian đã nghe thấy tiếng nhưng không hiểu sao là Olofmeister lại còn định
bắn lại, ở lại bắn cùng với người đồng đội, một tình huống mà đấy không phải là Olofmeister mà tôi biết. Bị reset tiền rồi, và bên phía của team Face Clan sẽ có một round thi đấu rất khó khăn thôi. Đó chính là một round thi đấu với những khẩu súng lục. Guardian và Nico đang được tin tưởng up những khẩu DE, và đối đầu với họ sẽ là Sazam ở middle. Nào, thí sinh tiếp theo, một tình huống phản xạ tốt của Sazam, hai mạng đến từ Sazam rồi. Nào, ra đây cầm DE ra đây. Bên phía Face Clan fake mid thôi, nhưng đang muốn đánh vào B. Khu vực bom sai B có AUG và M4, như thế này thì nó sẽ phải gọi là cực khó thôi. Nào, bắt đầu di chuyển rồi. Stanislaw sẽ thí cho Nickhand một mạng rồi. Nào, mạng thứ hai, mạng thứ hai đâu? Trừ 99 rồi, rút lục ra chơi luôn đi. Đừng hành hạ mấy thằng Face Clan nữa. Nickhand này nó ở bên trái anh ơi, nó ở bên trái. Cầm súng ra anh ơi. Vâng, Olofmeister bị hạ gục bởi Nothing rồi. Và đó là một tình huống đục chết của Stanislaw. 5-3 dành cho Complexity. Và một round thi đấu mà bên phía team Face Clan chủ động eco mà thôi. Tuy nhiên thì Complexity Gaming round thi đấu vừa rồi họ đã giữ được cả 5 súng. Face Clan round thi đấu tiếp theo, liệu có thể giành cho mình chiến thắng được hay không đây? Đây không phải là Face Clan mà Ngô biết đúng không Ngô? Đây là đúng là Face Clan mà anh biết rồi. Bắn CT lúc nào cũng hay nhưng mà bắn T thì lúc nào cũng tù. Và đây là một round thi đấu mà Face Clan đang chọn một giải pháp rất cơ bản rồi. Setup bài A, nhưng mà ở trong round thi đấu này thì Sazam vừa làm một mạng rồi. Death đẩy lầu nhưng bị hạ gục bởi Olofmeister, Smoke CT đâu. Và Sazam bị hạ gục bởi Rain. Face Clan đã quyết định bắn cục rồi và đưa trận thi đấu này về những tình huống bắn skill. Và đấu skill thì bên phía của Face Clan cũng không thua, nhưng Stanislaw vừa bắt được Olofmeister và đưa tình huống về là 3v3. Quả bom đã được di chuyển vào trong xa nhưng chưa thể đặt đến từ bên phía team Face Clan. Khi mà có một quả lửa default là rất khó chịu. Vâng, bây giờ thì bên phía team Complexity Gaming họ đang back dần đội hình về rồi. Quả bom đang bị kẹt ở trong side, sẽ không thể có tình huống back từ bom side B đến từ bên phía team Face Clan. Vừa rồi là một tình huống đục quá ảo đến từ Stanislaw, tiếp tục sau đó là một mạng nữa. Andre là người phải nằm xuống nhưng Guardian vừa kết thúc được Nothing. Vâng, Rain vừa rồi đã bị đục yếu ở dưới khu chân lầu rồi. Bây giờ Ricky đẩy ra hay không đây? Không có ai đang kê lại cả, nhưng Ricky không vượt rồi. Một tiếng bắn quá tốt đến từ vị trí của Rain. Rain chỉ còn cho mình hai máu thôi, và có vẻ đây sẽ là một quả nết chuẩn. Đúng là như vậy, nhưng Guardian ngay lập tức đẩy ra đổi mạng cho người đồng đội của mình. Rào thắng thứ tư dành cho các thành viên bên phía team Face Clan. Và bây giờ thì tôi đã nghĩ ra một kịch bản khá đẹp dành cho Face Clan ở bên phía T-side rồi. Cố gắng lên được đến tầm 6 hoặc 7 round thì cơ hội comeback sẽ là có dành cho bên phía của team Face Clan. Nhưng mà với việc thắng 4 round thi đấu phải nói là rất vất vả. Cứ round thi đấu nào cũng mất từ 3 đến 4 súng thôi. Số lượng tiền của Face Clan không có là quá nhiều. Và Nico cũng như là Olofmeister đang ôm nhau dưới đáy bảng xếp hạng của Face Clan. 2 và 3 mạng quá tù rồi. Và bên phía Face Clan vẫn có đủ tiền full buy, nhưng đây sẽ là một key round dành cho cả hai bên. Complexity họ cũng đã rất yếu tiền. Dev đang phải chấp nhận bắn cho mình một khẩu MP9. Và đây là một round thi đấu mà Face Clan tiếp tục setup bài khu Comp A. Nothing có lửa, và Nothing chiến trả quả lửa ra thôi là Face Clan chắc chắn sẽ chậm lại. Và đến lúc đó thì những quả smoke sẽ tan đi. Vâng, round thi đấu này bên phía team Complexity chủ động bắn theo kiểu bỏ ai để retake. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy lượng bom của các thành viên Complexity như thế này thì liệu có thể retake được hay không đây? Vâng, chỉ không còn một quả lửa nào cả, chỉ còn hai quả flash và hai quả smoke mà thôi. 5v5, các thành viên Complexity vẫn đang cố gắng để tìm cho mình một cái mạng first kill. Và bây giờ thì Guardian sẽ là người kết thúc được Shazam rồi. Vâng, có vẻ như các thành viên Complexity sẽ không thể retake được trong tình huống này. Và vừa rồi là một tiếng phản xạ quá ảo đến từ Guardian. 5v3 và Complexity Gaming sẽ quyết định đi xếp xuống bên trong round thi đấu này thôi. Nhưng Stanislaw vẫn còn ở đây. Stanislaw nhìn cái gì đó, nhưng đó là một tiếng bắn tốt đến từ vị trí của Stanislaw. Vâng, sẽ là một round thi đấu xếp súng mà thôi. Cố gắng nhặt lại cho mình một khẩu AUG, nhưng thôi M4 cũng được rồi. 5 đều dành cho bên phía team Face Clan. Chiến thắng trong round thi đấu này thì Face Clan đã mang đến cho những anh em mà đang ủng hộ Face Clan một chút tia hy vọng. Một chút tia hy vọng phía cuối đường hầm sau một map thi đấu ca tre tối như là âm gì thì anh em cũng biết. Và 5 đều dành cho bên phía team Face Clan. Guardian vừa rồi có những tình huống bắn off phải là rất hay rồi. Một tình huống Brickhead mới nhá một nửa cái đầu ra mà đã bị headshot rồi. Nào, 5 đều.
bên phía của FaZe Clan liệu có lên được thêm nữa hay không. Đây là một câu chuyện khi mà Janko là một cựu analyst của SL, và sau khi giải nghệ thì anh chàng này bắt đầu tìm những thử thách với cương vị huấn luyện viên. Đầu thì là mời BR, sau đấy thì là FaZe Clan. Tuy nhiên thì Janko cũng đã bảo là khi mà anh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện viên ở bên phía team MBR thì có cảm giác là không được gọi là có nhiều quá nhiều quyền lực, nên là anh cũng hơi chán và chuyển sang bên phía team FaZe Clan mà thôi. Và hiện tại FaZe Clan đã có cho mình một round, chính xác là Complexity Gaming có cho mình một round thi đấu tiếp tục mùa nữa. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy vị trí của Nothing cũng như là Ricky lượng súng đang là rất yếu. Thậm chí là Dev cũng chỉ có cho mình một khẩu Pharmat mà thôi. Round thi đấu này thì FaZe Clan đã muốn set bài vào trong khu vực bom site B rồi. Nhưng bên phía Complexity Gaming họ đang để đến 3 người bắn ở bom B. FaZe Clan có vẻ như là bắt đầu di chuyển ra khu vực cống. Liệu phải là một tiếng fake B hay không đây? Round thi đấu này thì các thành viên bên phía team FaZe Clan đã trả hết cho mình những quả smoke rồi. Boost lên trên khu vực window đến từ vị trí của Rain. Rain sẽ có một tiếng móc máy ở đây. Và giờ thì Rain, key player bên phía team FaZe Clan kê lại rồi, rút dao đến cho Shazam mà ngay lập tức anh đã phải trả giá. Complexity Gaming họ đang gặp khó ở trong round thi đấu này. Một mình vị trí của Dev sẽ phải đẩy A mà thôi. Và đó sẽ là một quyết định đúng đắn đấy cho Dev. Nhưng liệu bên phía team FaZe Clan họ có biết là bom site A clear hay không đây? Round thi đấu này Complexity Gaming đang bắn đến tận 3 người trong bom B. Và vị trí của Nico đang là người kê lại rồi. Vâng, và Nico có một góc kề đẹp và đó là một tình huống tap tốt của Nico, nhưng Rain có mạng thứ hai. Với những tình huống đẩy như này, FaZe Clan biết vào khu bom xe A clear, nhưng Rain vừa có mạng thứ ba rồi. Một tình huống bắn tốt của Rain. Bom đang được di chuyển lên A và FaZe Clan có round thi đấu chiến thắng thứ 6. Complexity vị trí Stanis Law cần phải xếp được súng này thành công, nhưng Olofmeister ở đây bắn đinh rồi. Olofmeister ơi, và đó là một tình huống mà chiến thắng dành cho bên phía của FaZe Clan. Complexity yếu tiền rồi. Một tình huống tỏa sáng đến từ vị trí của hiệu trưởng Rain. Nhưng mà Linh, em có thấy anh nói chuẩn không? Sao anh? Phải có những thằng làm 3, làm 4 thì FaZe Clan mới thắng được, chứ không thì sẽ là thua. Đúng là FaZe Clan bây giờ dựa khá nhiều vào khả năng tỏa sáng của các cá nhân. Không phải là bây giờ mà từ trước đến bây giờ rồi. Lúc nào cũng thế. Nhưng mà mỗi tội là mình yêu quá rồi. Tự nhiên đang có những xu thế là chuyển sang thù hận ở đây. Ít ra có Carrigan thì nó cũng có một cái gọi là liên kết đúng không anh? Bây giờ thì bên phía team Complexity Gaming round thi đấu này thì họ chỉ có cho mình 5 khẩu lục mà thôi. Vâng, và Ricky lại một lần nữa. Lại là trộm chó rồi. Đúng rồi, Ricky, vâng, anh chàng này đang bắn ở trên khu lầu A. Nhưng mà đây là một round thi đấu mà các thành viên của FaZe Clan họ đang di chuyển ra khu middle. Và một quả lửa lỗi như tôi ném smoke window lúc mà anh em bắn B5 vậy. Những tình huống mà có vẻ như FaZe Clan đang bị cái gọi là gì nhỉ? Sang chấn tâm lý em ạ. Liệu quả smoke này có lỗi hay không đây? Vâng, một quả flop này, may quá nó không phải là một quả smoke cống. Bên phía của Nothing đã đẩy vào đến khu bom xe A rồi. Đang có một người kê đẩy lại, đó chính là Adren. Nhảy này, Olofmeister nằm xuống. Nhưng mà thí sinh tiếp theo đó là Adren đã bắt được người đẩy rồi. Tiếp tục là Dep. Dep đang đẩy nhưng mà đang có một người kê. Adren có mạng thứ hai không đây? Adren đang bị Dep nhá trách rất khó chịu. Và có vẻ như Adren cũng đang rất cục xúc rồi. Bình thường nếu như đó là một Nico thì đó sẽ chỉ là những tình huống tap tap thời điểm đầu thôi. Complexity bắt bài A nhưng đang về B. Nico đang vào B. Nico hốt Echo với khẩu AK. Hãy cùng chờ xem Nico có mấy mạng nào. Nico đang di chuyển rất hay đến từ vị trí Nico. Nhưng mà người ở Ninja đã nhìn thấy Nico rồi. Nhưng đó là một tình huống bỏ người. Và Complexity xếp 3 người thành công ở khu vực bom site B. Một tình huống mà Nico chủ động tràn luôn vào trong khu vực market, quyết định không đả động gì đến site B cả. Và Nico sẽ có một tiếng clear hoàn toàn ở bên phía bom site A dành cho các thành viên FaZe Clan mà thôi. Và tháng thứ 7 dành cho bên phía team FaZe Clan. Với cứ cái đà này thì khả năng cao là FaZe Clan sẽ chiến thắng ở trong map pick này thôi. Khi mà sang bên phía City side thì khả năng bắn CT của FaZe Clan trận đấu này là rất tốt. Nhưng vừa rồi là một tình huống đi bắt súng ở nhà quê thì phải. Không phải là đi bắt súng mà là đi ship hàng đến từ vị trí Nico em ạ. Nico từ nãy đến giờ ở Mario Kache có bao nhiêu lần rồi nhưng mà không hiểu sao là Nico vẫn không thể rút ra được kinh nghiệm dành cho mình. Đối phương thì toàn lục, giáp không có, chả có gì để xếp cả. Nhưng Nico vẫn phải đẩy đi để bắt người. Có lẽ là một tình huống mà Nico muốn cải thiện bản frag anh ạ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ là như vậy. Vâng, Shazam đang muốn đi bắt vào vị trí của Rain. Nhưng mà Rain đã bắn vào mồm của Shazam rất nhanh rồi.
Bên phía của Complex City thì họ đã lời trong round thi đấu này khi có một khẩu AK-47 đến từ vị trí của Stanislaw. Quá tốt bụng đến từ vị trí của Nico. Và bây giờ thì bên phía Complex City Gaming họ sẽ có thể phun bài trong round thi đấu tiếp theo mà thôi. Một khẩu AUG đã lên đến từ Ricky rồi. Trong khi đó thì Stanislaw cùng với đó là Shazam sẽ có cho mình những khẩu AWP. Có vẻ như ở map thi đấu này thì người bắn ốp phụ sẽ là Stanislaw chứ không phải là Dep hay là Ricky. Và Dep cũng lên cho mình một khẩu AUG. Các thành viên bên phía team Complex City Gaming trong round thi đấu này lượng bom của họ cũng là rất đầy đủ. Và vị trí của Fatman có vẻ như đang muốn tràn ra mid sớm. Vừa rồi là một tiếng bắn ốp trượt đến từ vị trí của Shazam. Vâng, Fatman sẽ chiếm được mid đồ trong round thi đấu này thôi. Book flash vào để cho Rain pick người. Rất may mắn là Shazam đã back về kịp rồi. Bắn đục qua cái bức tường là rất tốt đến từ vị trí của Rain. Shazam chỉ còn được 49 máu mà thôi. Bây giờ đến phía team Complex City Gaming, vị trí của Stanislaw đã đẩy lên rất cương ở trên khu vực lầu B rồi. Trong khi đó thì Olofmeister đang là người kê lại ở khá xa. Vâng, Stanislaw liệu có muốn đẩy lên nữa hay không đây? Bóng sai B hiện tại thì đang có tình huống back về đến từ vị trí của Ricky. Ricky sẽ là người kê lại khung shot mà thôi. Vừa rồi là một quả phát được búp vào để cho Stanislaw có một góc đứng đẹp hơn ở đây. Một vị trí đứng rất cương đến từ Stanislaw, lấy được khá nhiều thông tin dành cho các thành viên Complex City Gaming. Nhưng vừa rồi là một tình huống nhá check rất hay đến từ vị trí của Olofmeister. Trả thêm một quả lửa vào, mắc rồi. Và đó là một tình huống heo quay của Stanislaw. Vết clan hơn người rồi, 5 vết 4 và quả bom của bên phía vết clan vẫn đang được giữ ở lâu B. Và Complex City ở trong round thiếu này thì họ đang muốn bắt bài A. Adren xin flash người đồng đội của mình nhưng vẫn chưa phát hiện ra được vị trí của Dep. Đây sẽ là một tình huống fake A lần nữa để vào B đây. Dep đang có vẻ như muốn đẩy vào cục Adren nhưng đó là một quyết định không khôn ngoan. 27 giây rồi, fake clan fake A đẹp lắm rồi, tại sao vẫn chưa vào B nhỉ? Vâng, Dep đang di chuyển là khéo và đó là một mạng của Dep rồi, vào B. Vâng, Nico đang là người tăng đầu. Fake clan vừa rồi rất bình tĩnh thôi, đợi shot vào trước thì lầu mới ra. Đúng chuẩn bài mid to be rồi. 9 giây và đặt bom thành công dành cho bên phía của team Face Clan. Complex City Gaming trong round thi đấu vừa rồi thì họ đã quyết định đánh lô ở bên phía bom xe A. Với việc đánh lô như này thì chắc chắn sẽ không thể retake được bom xe B. Và chúng ta có thể nhìn thấy 4 thành viên còn lại bên phía Complex City Gaming đã di chuyển ngược hết về bom xe A rồi. Sẽ là một round thi đấu xếp súng đến từ bên phía Complex City Gaming mà thôi. Và vừa rồi thì cũng phải nói đi nói lại hơi đen một chút cho Stanislaw. Mặc đúng là mép của cái sofa bên phía lầu B, quá đen luôn. Ngay lập tức là một tình huống bị đốt chết. Và đây là một round thi đấu mà Face Clan đang tự tin để đẩy đi bắt súng rồi. Rain đang phi rất nhanh lên khu bom xe A. Nhưng mà Rain, và đây rồi, Rain đang thực hiện những tình huống free fire. Nhưng đó là những bắn dọa đến từ Rain thôi. Rain tính đến thời điểm hiện tại đã có đến 9 mạng rồi. Và tỷ số đang là 8-5 dành cho bên phía của Face Clan. Complex City đang phải thực hiện một quyền timeout tactical. Đây là một cái chiến thuật kìm hãm sự sung sướng của đối phương đây. Stanislaw tự trả flat và tự mù. Thế thì tôi cũng chịu rồi. Và bây giờ thì bên phía team Complex City Gaming họ vẫn có thể full bài round thi đấu tiếp theo mà thôi. Với việc xếp cho mình được 4 khẩu súng. Và vừa rồi thì có vẻ như là quả flat của Olof thì phải, chứ không phải là Stanislaw. Cũng là một tình huống khá đen. Và bây giờ thì có vẻ như là một tình huống bầu đến từ bên phía Fate Clan chăng? Không, Complex City em ạ. Complex City là đội bao tactic. Không, có vẻ như là một tình huống technical bao thì phải. Có vẻ không nhìn thấy player nào nói chuyện với nhau thì khả năng cao là lỗi kỹ thuật rồi. Đúng rồi. Và luật thi đấu ở thế giới thì những quyền technical bao này thì tất cả các player thì sẽ phải ngồi im và chỉ có thể được nói trong cái quyền timeout tactical thôi. Vẻ mặt rất là trầm ngâm đến từ vị trí của Nico, in game leader Nico. Không hiểu là sau cái giải thi đấu này thì Nico đã rút ra được cái kinh nghiệm là làm IGL nó phải gọi là khó vơ lờ chưa. Dự thì Nico cũng có một khoảng thời gian khá dài làm captain cho bên phía team Mousesport rồi. Thời đó Mousesport còn Nico, Chris J, đó là những con boss như kiểu Dennis và Speedy. Thật sự đấy là như kiểu hai con boss vậy. Và thêm vào đó là vị trí con Nick nữa. Tới đó thì Mousesport hay được gọi với một cái tên rất quen thuộc. Anh có biết là gì không? Không, anh không biết và anh đang đợi câu trả lời của em. Nico eSport. Nico eSport. Một mình Nico gánh team luôn. Tuy nhiên thì sang bên phía team Fate Clan, 5 player đều tay rất to, không thua gì Nico cả. Và vấn đề là để cho Nico làm cap như này thì có vẻ là hơi tù.
Vâng. Có vẻ như anh vừa nhìn thấy là Complexity Gaming thì lỗi kỹ thuật ở máy vị trí của nó kinh. Vừa nãy thấy bỏ tai nghe tai ngủ ra là có vẻ như là bị lỗi kỹ thuật hơi nặng. Cái bọn Complexity Gaming này có vẻ gặp khá nhiều lỗi kỹ thuật thì phải. Nếu như anh em nào theo dõi trận thi đấu của Complexity Gaming và NRG. Đúng rồi. Anh nhớ là vừa bắn xong round Piston thì Power Technic đến 1 tiếng đồng hồ. Và ngày hôm đấy thì trận Complexity bắn đến tận 6 giờ 6 rưỡi sáng, gần 6 giờ, anh nhớ là 5 rưỡi là xong rồi. Lúc đấy thì anh em mình đang ở hàng 4. Vâng, và hôm đấy thì một mình vị trí của thanh niên Carter Cheese. Đúng rồi, rất là buồn. Thậm chí hôm anh cắt OT3 nó cười anh, cười người hôm trước là hôm sau người cười ngay. Nó gọi là vấn đề về nhân phẩm anh. Đúng rồi. Power Technical thế này thì cũng là khá oải. Nó sẽ giảm hưng phấn của các player. Fate Clan là của Fate Clan. Đúng rồi, nó đang bay như thế này. Thì Power Technical có vẻ như sẽ là một tình huống có lợi dành cho các thành viên bên phía Complexity Gaming. Nothing có vẻ như đúng là lỗi của máy Nothing rồi. Hình như là tai nghe không nghe thấy nên là từ mấy tình huống vừa rồi Nothing mới gọi là chết. Khi mà bầu technical như này thì các player không nói chuyện với nhau, vậy nhưng cũng khá khó chịu. Năm player bên phía team Fate Clan đang trầm ngâm nhìn vào màn hình, không một lời qua tiếng lại nào cả. Có vẻ như là tinh thần của các thành viên bên phía team Fate Clan cũng đang khá gọi là gặp khá nhiều áp lực để thua map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Kache rồi. Một map thi đấu mà đã từng là best map của họ. Đúng rồi, nếu em nhớ không nhầm thì ngày xưa em có xem một trận Fate Clan đối đầu với Astralis. Thời đấy thì Astralis vẫn còn kia bi, nhưng cũng không phải là cái thời mà Astralis nó yếu quá. Thì có một màn comeback của Fate Clan ở map thi đấu Kache 13-2, sau đấy thành 16-14 hay là 12-3 gì đó. Một thời best map của Fate Clan. Anh kể cho em một câu chuyện mang tên là best map Kache. Cái IM Cutter Wild 2018 này này. Đúng rồi, ở 2018 trận thi đấu giữa Fate Clan và team Cloud9 ở vòng bán kết. À thôi, tí nữa sẽ kể nốt. Anh em tí nữa tôi sẽ kể nốt nhá. Và chúng ta cùng trở lại với round thi đấu thứ 14. Và đây là một round thi đấu mà bên phía Complexity full bài rồi. Sazam vác op lên để pick người ở hook ram luôn. Khá cục xúc đến từ vị trí Sazam, nhưng đây là một tình huống cục xúc hơn của Ricket, thì anh chàng đã đẩy mid rồi. Một tình huống đẩy mid chay rất lao đến từ vị trí của Complexity. Đây là một round thi đấu mà các thành viên của Face Clan thì họ không ra mid như thường lệ nữa. Một round thi đấu mà họ đang chủ động kê đẩy ở những vị trí khá quan trọng thôi. Nico đang kê đẩy ở middle và Stanis Law kê ngắm trực diện ở lầu B. Một khe kê ngắm như thế này sẽ chỉ là để lấy thông tin thôi. Một khe kê ngắm rất hẹp đến từ vị trí của Stanis Law. Trong khi đó thì các thành viên bên phía team Fate Clan có vẻ như họ sẽ bắt đầu đẩy ra để chiếm mid trăng. Guardian vẫn đang là người kê lại đây. Và Ricky là có một góc đứng rất đẹp. Bây giờ thì bắt đầu di chuyển lên đến từ vị trí của Guardian rồi. Vâng, Guardian liệu có đoán được Ricky hay không đây? Cầm bom trên tay và bây giờ thì Guardian không làm được rồi. Ricky sẽ là người có mạng của Guardian thành công. Bây giờ thì Ricky bị quay lại, không thể làm được gì cả. 4v4 tiếp tục đẩy ra B-shot đến từ vị trí của thanh niên Stanis Law. Vâng, và giờ thì Rain đang muốn di chuyển ở khu vực connector đây. Phát hiện ra chòm đầu của Stanis Law rồi. Và giờ thì Rain có bắt được Stanis Law hay không? Bom sai B của các thành viên Complexity đang là vị trí của Stanis Law cũng như là Nothing. Trong khi đó thì Fate Clan cầm bom ngược về với khu vực T-Bay rồi. Đây sẽ là một round thi đấu đánh A đến từ bên phía team Fate Clan đó thôi. Và giờ thì Dep cùng với đó là vị trí của Sazam. Rain đã phát hiện ra vị trí của Dep rồi và đó là một mạng dành cho Rain. Sazam lộ vị trí của City, sẽ đợi đồng đội về retake hay không đây? Hay là một tình huống repick của Sazam? Như thế thì sẽ là hơi mạo hiểm. Một quả smoke tốt đến từ vị trí của Adren. Nico đang kê để cho những người đồng đội của mình. Nhưng Nico nó vào sai kìa. Và đó là một tình huống mà có vẻ như mắt hơi mỏi đến từ vị trí Nico thì phải. Adren bắt được Nothing và thi đấu thứ 9 đang rất gần rồi. Rain phát hiện ra Stanis Law ở đây. Nào Stanis Law, thí sinh tiếp theo. Đây rồi, hút đạm thí bồ là hay đến từ vị trí của Adren. Và Rain cười rồi, Smile đến từ vị trí của hiệu trưởng Rain. 9-5 dành cho bên phía của team Face Clan. Rồi, có vẻ như ở map thi đấu này chúng ta sẽ được face up chứ không phải là face down nữa. 9-5 ở bên phía T-Side. Một kết quả khá là có lợi dành cho các thành viên bên phía team Face Clan.
Map thi đấu này thì Complex City Gaming cũng không phải là một map mà họ thi đấu quá nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu cuối cùng của lượt first half. Ốp được lên đến từ vị trí của Shazam. Lần này Stanislaw sẽ trao trả khẩu ốp phụ cho vị trí của Dep rồi. Vâng, Stanislaw round thi đấu này chỉ cầm cho mình một khẩu Auger mà thôi. Vẫn là vị trí giữ lầu B quen thuộc. Trong khi đó thì các thành viên bên phía team Fate Clan lại một round thi đấu nữa, họ sẽ chia ra để kê đẩy. Vâng, bây giờ thì một quả flash đã bút vào là khá hay. Guardian đang bị áp sát rồi. Vâng, bây giờ thì Guardian đang làm gì đây? Không biết được vị trí của Stanislaw đã đẩy lên. Vâng, bây giờ thì bên phía team Fate Clan họ bắt được vị trí của Stanislaw không, nhưng vừa rồi thì Rain đã bị bắn yếu rồi. Olofmeister cố đẩy vào để đổi mạng nhưng không được rồi. Double kill dành cho Stanislaw. Vâng, các thành viên bên phía team Fate Clan đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong round thi đấu này. Adren vẫn đang là người kê lại ở khu vực Aram, trong khi đó vị trí của Nico cũng như là Rain sẽ di chuyển lên trên khu vực Collector. Bây giờ thì Dep đã phát hiện ra vị trí của Rain rồi. Rain cũng nhìn thấy Dep, có vẻ như là hơi rén đến từ thanh niên Dep thì phải. Nico sẽ kê lại ở khu vực Ladder Room, và đó là một quyết định không mấy khôn ngoan đến từ vị trí của Dep. Ăn ngay một viên AK vào mồm. Và lại là một tình huống 4v3 dành cho các thành viên bên phía team Fate Clan. Vâng, lại một lần nữa là khoảng tham minh rất cận kề rồi. Có vẻ như Fate Clan sẽ muốn đánh lên A, nhưng Stanislaw đang kê trực diện vào vị trí Rain. Rain cũng chỉ không đổi được một mạng nào cả, nhưng bom rơi rồi, khó cho tình huống xử lý của Nico. Vâng, Stanislaw đã lộ vị trí nhưng bom rơi vị trí giữa đường. Tình huống đưa về là 2v2 khi Adren bắt được Sazam. Lầu A vẫn có thì đánh vào A thì sẽ là hơi khó. Và đây rồi, Adren phát hiện ra Stanislaw 1v2. Và Adren không thể kết thúc được Stanislaw. Và đó là một tình huống ẩy của Stanislaw. Một tình huống bắn rất tốt của Stanislaw thôi. Một mình anh chàng này đã clear được đội hình của Fate Clan. Và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 6-9 nghiêng về Fate Clan. Một tình huống bắn quá ai của Stanislaw trong round thi đấu vừa rồi. Vậy như là dạo gần đây thì Stanislaw bắn một phong độ khá bay thì phải. Từ trận thi đấu giữa với NRG, map thi đấu trước Stanislaw bắn khá tốt. Rồi chúng ta có thể thấy với Stanislaw. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với lần second half rồi. Trước khi nghỉ thì anh sẽ kể nốt cho câu chuyện của Fate Clan. Chính là ở giải thi đấu EM Katowice 18 thì Fate Clan bắn cà tre về Cloud9 này, dẫn trước 13-2 rồi. Sang bên phía City thì Nico có một tình huống mà cố gắng tạo highlight với khẩu 14 sai lần mà Carrigan drop cho. Đó là một tình huống solo A của Nico. Thì anh chàng Nico chỉ đổi được có một thôi. Cloud9 nhảy vào để đổi mạng tập thể. Thế là xong rồi, khẩu 14 sai lần được đưa vào tay của Scarudo. Scarudo làm 3 trong round điều đó luôn. Và bên phía Fate Clan để thua một mạch cầm mạch đến từ bên phía Cloud9 ở mắt điều cản chế. Bad map mà. Bad map. Chúng ta hãy cùng nghỉ trong một ít phút trước khi đến với hiệp thiếu thứ hai. We'll be right back.
mọi người, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lượt second half của map thi đấu Mirage giữa Faze Clan và Complexity Gaming mà thôi. Round thi đấu này Faze Clan sẽ bắn ở bên phía City Side, Adren sẽ là người lên cho mình một cái kit và một quả smoke. Round thi đấu này thì Complexity Gaming đang muốn tràn vào trong khu vực bom sai A từ lâu rồi. Nhảy 4 lầu và chỉ để cho một mình vị trí của Shazam sẽ là người bài tờ của khu vực bom C B mà thôi. Vâng, bây giờ thì Complexity đã bắt đầu tràn ra, có check ticket box hay không đây? Vâng, không có tình huống cover đến từ vị trí của Rain. Rain vừa rồi đã chủ động bỏ cho một mình vị trí của Nico. Vâng, bây giờ thì bên phía team Faze Clan tiếp tục đi Stanislaw và Nothing có mạng. Adren hạ cùng Stanislaw, double kill dành cho Adren. Vừa rồi thì Ricky vẫn còn đó ở đây và vẫn còn một thanh niên ở bom C B nữa. Cơ hội chắc chắn là không có dành cho Adren rồi. 7-9 đến từ bên phía team Complexity Gaming. Một tình huống mà ở trong Pistol Round, Nico đã chủ động bảo Rain là bait cho mình để mình ăn mạng. Nhưng mà ai ngờ Nico lại chết cháy và Faze Clan đã để thua một Pistol Round. Còn là gì để nói về Nico đây? Đừng bao giờ nghĩ ra những cái chiến thuật như thế nữa Nico ạ. Bao nhiêu lần rồi vẫn chưa trượt. Pistol dành cho các thành viên bên phía team Complexity. Và giờ thì bên phía Faze Clan sẽ có cho mình một round thi đấu Nico rồi. Tràn luôn ra 5 người mít bắn nhau, đúng là Faze Clan rất thích bắn nhau rồi. Nico vừa rồi đã kết thúc được mạng của Ricky. Và Dev có vẻ cũng đã hơi rén trong tình huống này. Các thành viên bên phía team Complexity Gaming sẽ chuyển hướng sang tràn trong khu vực Aram mà thôi. Và giờ thì Dev với lợi thế kê trước ở đây thì chắc chắn sẽ có cho mình, vâng, chỉ có cho mình một mạng mà thôi. Olofmeister hạ cũng được Dev. Bây giờ thì Shazam liệu có bị bắt ở đây không đây? Phát hiện ra tiếng Olofmeister rồi. Vâng, di chuyển là rất khó chịu đến từ vị trí Olofmeister, gọi hộ ra nhưng Adren sẽ là người phải nằm xuống thay cho vị trí của Olof. Vâng, Olof nhặt lại cho mình một khẩu AK-47 và giờ thì Nothing liệu có biết vị trí của Guardian hay không đây? Vâng, Nothing vẫn rất cẩn thận đến từ vị trí của lão tướng Nothing. Bây giờ thì Olofmeister có trên tay một khẩu AK-47 nhưng giáp là không có. Kit cũng không có nữa. Sẽ là một round thắng dành cho bên phía team Complexity Gaming mà thôi. Cơ hội dành cho Olofmeister ở trong round thi đấu này đang chỉ dưới 5%. Olofmeister liệu có quyết định retake hay không đây? Một round thi đấu mà có vẻ như là Olofmeister muốn bắt người thôi. Chứ retake với 67 máu và không có kit trên người, nó sẽ gọi là trong giấc mơ. Và bên phía của team Complexity đã có round thứ 8 rồi. Round thi đấu cũng hơi vất vả đến từ Complexity. Một round thi đấu anti-eco mà họ đã để mất đi đến 3 súng. Và ở trong trận thi đấu này thì Olofmeister cũng phải như là vẫn đang chưa chạy hát đến mắc binh em ạ. Anh để ý Olofmeister rất nhiều rồi. Olofmeister mà cứ vào đến những cái trận quan trọng ấy là sẽ tháo hết tất cả những cái đồ mình có ra, như kiểu Doppler Ruby này, Karambit vừa rồi này, bỏ hết ra bắn toàn bộ đội default luôn. Olofmeister bắn chai hát là sẽ như thế. Nhưng mỗi tội là hôm nay có vẻ như là bên phía của team Faze Clan đang muốn làm gì đó đây, khi mà tôi đang chưa nhìn thấy sự chai hát của Olofmeister. Các bạn có thể nghe thấy tâm sự của một fanboy Faze Clan để ý rất nhiều. Thần tượng Olof. Liệu Faze Clan có làm cho Carter Ngô ngày mai được vui hay không đây? Map thi đấu Mirage, map pick của họ, nhưng hiện tại thì họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn ở chính map này. Tuy nhiên thì vẫn có lợi thế dành cho họ khi họ đang dẫn trước với tỷ số là 9-8. Cũng chỉ là một khoảng cách, là một round thi đấu mà thôi. Một cuộc đấu trí giữa Janko và luyện viên của Complexity. Round thi đấu tiếp theo thì các thành viên bên phía team Faze Clan sẽ có thể full bài đầy đủ. Khẩu AK được xếp vào round thi đấu trước đã được drop cho vị trí của Nico rồi. Nico vẫn khá là ưa thích cái khẩu AK này so với AUG cũng như là M4A4. Và bây giờ thì bên phía team Complexity Gaming, một round thi đấu mà bên phía của Shazam cũng như là Stanislaw đang muốn di chuyển lên trên khu vực lầu B. Và các thành viên còn lại bên phía Complexity sẽ xếp bài vào trong khu vực bom sai A. Sẽ là một round thi đấu mà Complexity chủ động để cho hai thanh niên đi lầu B xuống cống mà thôi. Vâng, Faze Clan trong round thi đấu này đang muốn cường ở khu vực Aram. Vị trí của Rain cũng như là Guardian sẽ là người bắn rất cường ở khu vực Aram ở đây. Và giờ thì Rain đã đẩy được lên trên rồi.
thành viên bên phía team Complexity vẫn đợi cho vị trí của Stanislaw và Shazam di chuyển ra khu vực middle. Phase Clan trong round thi đấu này thì họ đang chủ động bỏ hoàn toàn khu vực mid, bắn đến 3 người trong khu vực bom sai A. Và giờ thì vị trí của Stanislaw cũng đã được boost lên trên khu vực jungle rồi. Liệu Phase Clan có biết được điều này không đây? Chủ động quay mặt để tránh flash, nhưng đó là không được rồi khi bên phía team Complexity thì mình đã giữ được ở bên ngoài khu vực Aram. Và giờ thì Stanislaw cũng đã di chuyển được vào trong city rồi, bắt được Olofmeister. Nico biết là mình đang bị quay ở trong đây. Bây giờ thì Nico bắt được thanh niên CT không đây? Bắn tốt đến từ vị trí của Nico, nhưng anh đã bị quay ở trong bóng sai. Vị trí của Guardian vẫn chưa được check. Bây giờ thì Guardian một bạn double kill, không có triple kill dành cho Guardian, nhưng Adrian cũng bắt được vị trí của Shazam rồi. Đối phương vẫn chưa đặt được bom. Bây giờ thì Adrian đối đầu với Ricky, có một khẩu AUG đến từ vị trí của Adrian. Bây giờ thì sẽ xử lý như thế nào đây? Chủ động để đối phương đặt bom chăng? Adrian đang lùi khá sâu, bắn rất an toàn đến từ vị trí của Adrian. Tuy nhiên thì Ricky có vẻ như vẫn sẽ là đặt bom bên phía bom xe A mà thôi. Adrian đang suy nghĩ là đối thủ có thể về B, nhưng nghe thì tiếng đặt bom rồi. Chúng ta cùng đến với tình huống xử lý 1v1 này nào. Adrian đang trên người không có kit, và liệu rằng khu bom xe A có kit nào để Adrian đặt hay không đây? Một quả bom đặt thùng 3, và đây sẽ có bom đặt đẹp cho City. Adrian lộ tiếng rồi, Adrian đang vào gỡ luôn đến từ vị trí Adrian, nhưng đối phương đang bò lên, và đó là một tình huống bắn tốt của Ricket. 9 đều rồi. Một round thi đấu mà Guardian vừa rồi đã làm 2, nhưng như thế thì vẫn là chưa đủ với Faze Clan. 9 đều. Và Ricket rất cá tính, đóng khuyên lên tận mi luôn. Có vẻ như ông này là hay nghe nhạc rock đây. Ricket vừa rồi kề đặt tâm là rất chuẩn thôi. Các thành viên bên phía team Faze Clan ở trong round thi đấu tiếp theo thì họ sẽ phải eco rồi. Sẽ phải đổi để cho đối thủ có cơ hội vươn lên dẫn trước mà thôi. Complexity Gaming quyết định sử dụng cho mình thêm một quyền Tactical Timeout. Liệu chúng ta có thể thấy Faze Clan trong round thi đấu tiếp theo đổi tên thành Eagle Clan hay không đây? Thương hiệu rất nổi tiếng với các thành viên bên phía team Faze Clan rồi. Và anh nghĩ là bên phía của Guardian sẽ giữ cái khẩu P2000 trên tay thôi, khi mà Guardian cần tiền để bắn off. Đây là một round thi đấu mà 4 thành viên còn lại của Faze Clan sẽ lên giáp hoặc súng lục để chơi trong round thi đấu tiếp theo. Chín đều, tỷ số rất căng thẳng ở map thi đấu Mirage. Bây giờ thì Guardian có vẻ như đã được đồng đội drop cho một khẩu scout thì phải. Vâng, khẩu scout này rơi vào tay của Guardian thì vẫn gọi là rất tín. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy bên phía team Complexity Gaming, vị trí của Stanislaw đang bắn đến cho mình với một chỉ số là 24-9. Một tình huống mà bên phía team Complexity Gaming đang muốn tràn ra khu vực middle rồi. Dev sẽ là người di chuyển khu vực cống, trong khi đó thì các thành viên còn lại bên phía Complexity Gaming sẽ di chuyển vào từ khu vực top mid mà thôi. Bên phía team Faze Clan round thi đấu đang bắn đến tận 3 người trong khu vực bom site B, và vị trí của bom site A, Aren đã đẩy được lên trên khu vực Aram rồi, nhưng Ricky đã có một tiếng ok lại là rất tốt. Bom site A của bên phía team Faze Clan chỉ còn lại một mình Nico mà thôi. Faze Clan quyết định đẩy lên trên khu vực lầu B đến từ vị trí của Adrian cũng như là Guardian. Olofmeister đã là người kê lại khu vực B shot, lộ vị trí đến từ Stanislaw rồi. Các thành viên bên phía team Complexity Gaming trong round thi đấu này đang có một tình huống muốn split B thì phải. Stanislaw vẫn đang cố gắng lấy thông tin cho những người đồng đội ở khu vực connector, và giờ thì đang bách về bom sai A đến từ vị trí của Guardian. Stanislaw sẽ gây rất nhiều khó chịu bên phía bom sai A, nhưng vừa rồi là một tiếng bắn rất tốt đến từ Guardian. Và Adrian cần phải có một tiếng tỏa sáng ở đây. Adrian hạ cũng được đép rồi, vẫn còn đó là thanh niên Olofmeister cũng bị shot. Các thành viên bên phía team Faze Clan đang đứng trước lợi thế rất lớn, tiếp tục là double kill dành cho Adrian. Liệu có triple kill hay không đây? Những tiếng bắn Deagle là quá ảo. Guardian cũng đã bách về được trong khu vực bom sai B để hỗ trợ cho người đồng đội của mình, và bây giờ Guardian bắn yếu được Shazam rồi. Vâng, tiếp tục là một mạng nữa dành cho vị trí của Guardian. Và Ricky lại gặp khó trong tình huống này. Vâng, Ricky đối đầu với 3 người, và đó là một tiếng móc thành công đến từ vị trí của Nico. 19 dành cho bên phía team Faze Clan rồi. Một round thi đấu mà bên phía của team Faze Clan thì lựa chọn giải pháp half buy rồi, với những khẩu lục và những trái nết trên người, và họ đã giành chiến thắng rồi. Một round thi đấu tỏa sáng đến từ vị trí của Adrian, một tình huống hậu B làm đôi với khẩu DE. Đúng là Eagle Clan. Đúng rồi, đúng rồi. Và bên phía của Faze Clan đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 19. Tiếp tục là Complexity, một round thi đấu force buy luôn, rất nhiều những khẩu súng lục và cực kỳ nhiều bom. Nhưng mà chỉ với 3 smoke thôi thì Complexity sẽ làm gì đây?
muốn ra mid sẽ là hơi mạo hiểm khi mà sót có người, đó chính là vị trí Olof Meister. Olof Meister phát hiện ra hai người rồi, thi đấu an toàn đến từ vị trí Olof và gọi người từ connect ra, đó chính là anh chàng Nico. Nico bắn khu vực connect và jungle như này thì sẽ là không yên tâm, nhưng mà Olof Meister lại chết rồi. Fed Clan Adren gọi thì Rickhead trả lời, những tình huống bắn DE không thua Adren là bao. 5v4 dành cho Complexity. Và đây là một round thi đấu mà các thành viên của Complexity họ đang muốn di chuyển đội hình về khu vực T7, muốn set up bài AU, nhưng sẽ là hơi có với những quả smoke thì đã hết rồi. Adren đang bắn rock cường skill trên khu vực lầu A. Bên phía Fed Clan có vẻ như họ lại đang muốn đánh lô rồi. Đang có những tình huống mà Guardian di chuyển về B, nhưng Complexity đang muốn đánh mid to A. Bom xe A chỉ còn hai thành viên thôi, Rain và Nico. Nico đang kê lại jungle. Một tình huống mà Complexity mà lên jungle đánh lại bài mid to A sẽ có người móc như thế này sẽ là rất khó chịu thôi. Rain đang phải giữ ở khu CT, một tình huống bắn default mid to A đến từ Complexity là điều chắc chắn rồi. Lầu sẽ ra trước nhưng Rain sẽ phải giữ được khu CT. Một flash được ném vào, Rain nghe thấy rồi. Một mạng đến từ Rain, pre-fire luôn vào vị trí Rickhead, rất khó chịu. Hai mạng đến từ Rain, Nico cũng lao được một, nhưng Sazam vừa đổi mạng Rain rồi. Quả bom đang là cầm đến từ vị trí Sazam, nhưng Nico đang ở đây. Và Nico nhá là dẻo đến từ vị trí Sazam, nhưng Sazam hạ Nico rồi. 4 giây không đủ thời gian đặt bom và Sazam vẫn chưa nằm xuống, nhưng đó là chiến thắng đến từ bên phía Fed Clan rồi. Một round thi đấu chiến thắng anti Frostbite của Fed Clan phải nói là rất khó khăn, hơi vất vả một chút. Tuy nhiên Shazam vừa rồi đã không được cộng tiền trong round tiếp theo. Rất may mắn là anh vẫn có thể nhặt được cho mình một khẩu AK-47 của Nico. Và giờ thì các thành viên bên phía team Fed Clan có cho mình round chiến thắng thứ 11 rồi. Complexity Gaming ở round thi đấu tiếp theo thì họ vẫn chưa thể full buy. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy lượng tiền của các thành viên bên phía team Complexity Gaming chỉ khoảng 2.000 mà thôi. Và giờ thì với việc mà Shazam ở round thi đấu vừa rồi không được cộng tiền thì chắc chắn là round full buy tiếp theo anh sẽ không thể lên cho mình một khẩu AWP trừ khi mà có một tình huống đặt được bom. Fed Clan trong round thi đấu này hai khẩu AUG được lên đến từ vị trí của Olof Meister cũng như là Adren. Trong khi đó thì các thành viên bên phía team Fed Clan đã bắn một đội hình khá cơ bản 2-1-2. Vị trí của Dev cùng với đó là Nothing đang muốn di chuyển lên trên khu vực cống. Nhưng vừa rồi là một quả lửa được trả giá khá đúng tham mình đến từ vị trí của Nico. Nico đang là người bắn ở khu vực connector ở đây. Ở bên phía team Complexity Gaming sẽ cùng nhau di chuyển lên. Nico phát hiện ra Nothing rồi. Ngay lập tức là một tình huống bắn thẳng vào người của Nothing. Vâng, bây giờ thì bên phía team Fed Clan đang có cho mình lợi thế hơn người. Tiếp tục thì Shazam nó muốn di chuyển lên với khẩu AK-47. Nico bị bắn một viên đạn vào người nhưng không sao cả. Vẫn còn cho mình 73 máu. Đẹp đang đứng ở dưới quả smoke ở đây. Và liệu Nico có biết được điều này hay không? Các thành viên Complexity Gaming đang muốn đánh lên trên khu vực bom A rồi, nhưng thanh niên di chuyển được connector duy nhất đó chính là Đẹp đã phải nằm xuống. Triple kill dành cho Nico. Những tiếng bắn là khá hay. Và giờ thì Nico liệu có thêm một tiếng A hay không đây? Nhưng Guardian có mạng của Stanislaw và double kill dành cho Guardian rồi. 12-9 dành cho Fed Clan. Và vừa rồi có vẻ như những tình huống bỏ cống của bên phía Complexity thì Fed Clan vị trí của Red, vị trí của Nico đã biết rồi. Khi mà nhìn cái quả smoke mà bên phía Nico trả ra, smoke bên phải như thế là sẽ là một tình huống bắn cống rồi. Nhưng mà vị trí của Dev thì đã bò đến áp sát quả smoke rồi. Đó là tình huống mà Nico đọc bài là tốt. Với ba mạng vừa rồi thì hy vọng là Nico sẽ bay hơn ở phần cuối của hiệp chiến đấu này. 12-9 dành cho bên phía của Fed Clan. Shazam đang phải bắn với một khẩu Gali. Guardian vừa rồi muốn pick người ở hậu cống nhưng không thành công. Tình huống mà có một quả smoke one way. Quả smoke dập lửa tự nhiên là thành one way dành cho Guardian. Một round thi đấu mà Complexity full buy nhưng rất yếu bom. Fed Clan trong round thi đấu này đang chủ động bắn đến 3A thời điểm đầu. Vâng, Guardian và Nico bắn connect cũng như jungle hy vọng là sẽ tốt hơn. Bên phía Complexity đã có một người bò vào đến khu vực short rồi. Một round thi đấu mà Complexity ra mid từ rất sớm. Shazam đang có một góc kê trước vào khu jungle. Fed Clan đang bỏ hoàn toàn khu vực này. Họ đang bắn lùi khá sâu ở trong khu bom sai. Guardian đang đẩy vào rồi nhưng Shazam lộ vị trí và Nico có mạng của Shazam. Nico bắn ở khu connector là tốt. Stanislaw đang đẩy lên. Nico đang lộ rất nhiều tiếng rồi nhưng Rain vừa hết shot Stanislaw.
Nothing nằm xuống ở câu lạc bộ B. Complexity chỉ còn 2 thành viên thôi. Dev đang có những tình huống bò trườn, muốn đánh từ B-Shot vào B đây, nhưng Nico vẫn đang rất chầy cối ở hôm nay. Và Nico, mạng thứ 2 dành cho Nico rồi. Chỉ còn mình Rickhead, Nico đang tìm kiếm triple kill. Và Nico không có mạng thứ 3 rồi. Rickhead đã quá yếu và Olof Meister thay ca đến từ Olof. Nhưng mà Rickhead với những tình huống tapping với hiệu AK là rất khó chịu. 20 giây, bom rơi rồi. Và đây là round thứ 13 dành cho Face Clan. Rain nằm xuống, không nên có những tình huống đẩy người đi bắt chay đến như vậy. Fed Clan nên gọi đội để đi bắt, chắc chắn là như thế sẽ an toàn hơn. 9 giây, Rickhead sẽ dừng lại ở đây thôi. Không có một tình huống sẽ có thêm mạng nào đến từ Rickhead cả. Giờ thì bên phía team Fed Clan đã phát hiện vị trí của Ricky chưa đây? Không check hết đâu đến từ Adren. Và Ricky xếp thành công cho mình một khẩu AK-47 rồi. Rất may mắn dành cho Ricky trong tình huống vừa rồi. Adren đã không check kỹ. Nếu như vừa rồi Ricky nằm xuống thì anh sẽ không được cộng tiền và lại còn không xếp được súng nữa. Fate Clan có cho mình round chiến thắng thứ 13. Cơ hội để comeback ở đây chứ đâu. Một tình huống chúng ta sẽ đến với map tiểu thứ 3 rồi. Một tình huống bắt súng mang phong cách của Fate Clan. Bắt súng cứ đi lẻ cùng nhau thôi, xong bị mấy thằng xếp súng nó bắt ngược. 13-9 rồi. Còn Black City đã sử dụng hết những quyền full bài của mình. Vào thi đấu này thì bên phía team Complexity Gaming có vẻ như họ sẽ quyết định mua luôn thì phải. Sẽ là một tình huống mà bên phía Complexity Gaming chủ động hát bài mà thôi. Và chính xác là hát bài đến các thành viên bên phía Complexity Gaming. Shazam vẫn sẽ là người giữ tiền và có thể lên ốp vào trong round thi đấu tiếp theo. Giờ thì Fate Clan, round thi đấu này họ sẽ làm gì đây? Đội hình default đến với các thành viên bên phía Fate Clan. Nico vẫn đang là người bắn ở khu vực middle. Bây giờ thì Complexity Gaming có vẻ như sẽ muốn đánh luôn vào trong khu vực bom side B trong round thi đấu này chăng? Nhưng Adren đã đẩy được lên trên khu vực lầu B là rất cương rồi. Bây giờ thì Adren liệu có phải nằm xuống hay không đây? Hoặc đúng rất cương và một mạng dành cho Adren rồi. Nhưng Ricky kết thúc được Adren. Trong khi đó thì Nico vừa bắt được thanh niên biter Stanislaw trong khu vực middle. Và giờ thì các thành viên Fate Clan có vẻ như đoán được ý đồ của bên phía team Complexity Gaming rồi. Ba thành viên bên phía Complexity đang di chuyển ở trên khu vực lầu B. Giờ thì Fate Clan có vẻ như sẽ lại bách ngược về khu vực bom xe A. Tuy nhiên bom B đang được bắn đến tận hai người, đó chính là vị trí của Guardian cũng như là Olof Meister. Giờ thì Guardian vừa có một điều bắn chơi ốp rất vô duyên, nhưng đó là một double kill dành cho Olof Meister. 14-9 dành cho các thành viên bên phía team Fate Clan. Complexity Gaming ở round thi đấu này thì họ vẫn có thể mua mà thôi. Shazam sẽ có cho mình một khẩu AWP, cơ hội cuối cùng dành cho các thành viên Complexity Gaming rồi. Vừa rồi một tình huống teamwork không tốt lắm đến từ Olof cũng như Adren. Nhưng không sao, Adren nằm xuống nhưng Olof vừa rồi đã có 2 mạng. Và rất bất ngờ khi tính đến thời điểm này thì Olof Meister mới chỉ có 8 mạng thôi. 8 mạng mà chết đến 13 lần. Số frag còn thấp hơn cả Nothing bên phía của Complexity. Và đây là một round thi đấu mà có vẻ như Complexity sẽ diễn bài mid to BU. Khi một quả smoke được che đi của connector là rất sớm rồi. Nhưng Nico đang có vết smoke one way ở đây. Nico, một mạng dành cho Nico rồi. Đúng là mid to B đến từ bên phía của Complexity. B-shot phải vào thì lầu mới ra được. Olof Meister đang là key player. Olof Meister, một mạng rồi. Olof Meister cũng chỉ đổi có một thôi. Bom side B, Adren đang bị bao vây. Hộ giá đang ở đâu? Adren nằm xuống và không có một sự back up nào từ khu bom side A cả. Rất đáng tiếc, nhưng mà bên phía Fate Clan đang quyết retake từ khu B-shot vào. Không có ai đi khu market cả. 1 phút, Complexity đặt bom thành công. Nothing đang ở trên lầu và đây là có đặt default. Dev đang có vị trí đẹp với những tình huống muốn bắt shot như thế này của Complexity. Rain đang đẩy vào rồi. Nhá check là kỹ đến từ vị trí của Rain. Nhưng mà Rain có một mạng của Rickhead. Nothing lộ vị trí, một mạng đến từ Nothing. Nothing làm hai rồi, bắn AK là khét nhưng mà nằm xuống về Guardian. Vẫn chưa biết người cuối cùng đang ở đâu và đó là hai mạng dành cho Dev rồi. 10-14 dành cho bên phía của Complexity. Một round thi đấu Complexity họ đã chiến thắng, tuy nhiên họ cũng mất đến tận 4 khẩu súng rồi. Và đây sẽ là một key round dành cho họ. Nếu như họ để thua ở trong round thi đấu này thì họ sẽ bị reset tiền mà thôi. Đối phương sẽ lên được 15 và sau đó có lẽ sẽ là 16. Nếu như vừa rồi Olof Meister ở short mà đổi 2 thì đó sẽ round thứ 15 dành cho Fate Clan rồi. Nhưng đó chỉ là một tình huống nếu thôi.
Complexity trong round thiêu thứ 25. Họ đang muốn đánh đơn giản rồi. Setup bài A đến từ Complexity. Một round thiếu chủ động bắn lão luôn. Ren nghe thấy rồi. Ren nằm xuống góc thây nhưng Nico cũng chỉ được có một thôi. Đây rồi, Guardian bắn trước off rất vô duyên đến từ Guardian. Một round thi đấu của Complexity chiếm được khu bom sai A, đổi được hai mạng là quá lời rồi. Và đây là một round thi đấu mà Complexity đặt bom đẹp về Ram. Fate Clan có retake hay không đây? Lượng đồ có là rất nhiều và có cả kit đến từ Olocmeister nữa. Và Fate Clan có vẻ như là họ đang chơi an toàn, xếp súng rồi. Complexity có round thiếu thứ 11. Tiếng bắn trượt ốp khá khó hiểu đến từ vị trí của Guardian. Sự không hiểu sao khẩu quả vừa rồi có thể trượt được nữa. Bây giờ thì các thành viên bên phía team Complexity Gaming họ đã có cho mình round thắng thứ 11 rồi. Vừa rồi Guardian nó bắn trượt ốp em ạ, vì thằng Chí nó đang ngồi máy của Guardian chứ không phải Guardian nữa. Guardian mà chúng ta biết vẩy ốp như vẩy rau có khi đang ở trong văn phòng của 500 Road Studio rồi. 11-14 dành cho bên phía Complexity. Không thể tin được. Một round thi đấu mà bên phía của Complexity nói đi cũng phải nói lại, đó là một round thi đấu bắn rất láo. Guardian. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo mà thôi. Mong là Guardian ở round thi đấu này không có những tình huống bắn trượt ốp như vậy nữa. Đối phương đã lên được 11 round rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy Yanko đang ra rất nhiều chỉ thị cho những player của mình. Fate Clan trong round thi đấu tiếp theo thì có lẽ vẫn có thể full bài mà thôi. Nhưng mà round thi đấu trước đã xếp được cho mình thành công đến 3 khẩu súng. Round thi đấu này sẽ là một round thi đấu rất quan trọng dành cho cả hai team. Olocmeister sau 26 round rồi mới chỉ có 9 mạng. Vậy thì đó là một ngày thi đấu không mấy tốt cho lắm đến từ vị trí của Olocmeister. Round thi đấu này thì Adren sẽ phải chỉ bắn cho mình một khẩu SMG thôi. Xác là một khẩu UMP45. Và các thành viên bên phía team Fate Clan lại là cái đội hình cơ bản này rồi. Liệu có những tình huống đẩy hay không đây? Vị trí của Rain sẽ là người bắn ở trên khu vực Balcony. Trong khi đó thì các thành viên bên phía team Fate Clan Guardian đang kê trực diện khẩu ốp vào trong khu vực A-Ram rồi. Stanislaw sẽ là thành viên team Biter cùng Collector và sẽ là một round đánh A đến từ Complexity Gaming mà thôi. Liệu Stanislaw có bắt được Nico hay không đây? Nothing đổi được mạng của Ren rồi. Tiếp tục thì Nico hạ cũng được Nothing. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía team Complexity Gaming, Stanislaw cũng chỉ còn cho mình 20 máu mà thôi. Nhưng Stanislaw đã di chuyển được vào trong khu vực City Bay. Vâng, giờ thì bên phía team Fate Clan liệu có biết được điều hay không đây? Đang kề lại đến từ Guardian rồi và đó là một tiếng bắn tốt đến từ vị trí của Guardian. Vâng, Shazam vừa rồi có một tiếng bắn còn tốt hơn với khẩu A5DP của mình. Check sandwich hay không đây? Check rồi. Đó là một mạng dành cho Nico. Và cuối cùng thì Olocmeister kết thúc được Ricky để đem về round thắng thứ 15 dành cho các thành viên bên phía team Fate Clan. Đó là những tình huống bắn kẹp chéo tốt của Olocmeister cũng như là Nico. Tưởng chừng rằng Nico lộ vị trí hộp sandwich rồi sẽ là khó, nhưng không. Những người đồng đội của anh đã cover tốt. Và 4 map point dành cho bên phía của team Fate Clan. 15-11 rồi. Và có vẻ như chúng ta sẽ đến với map thiếu thứ 3 rồi. 15-11 và Complexity ở trong round thi đấu gần như là cuối cùng của mình. Họ đang rất yếu súng. Đây là một round thi đấu mà bên phía của Complexity đang hầu rất đông trên khu lầu B. Bom sai B đang solo với Adren thôi. Cần có sự cover của những người đồng đội của mình. Và đây rồi, tôi đã nhìn thấy Olocmeister về đây. Và một quả hết được Adren trả vào. Rất đau thôi. Adren gót mạng, Stanislaw bị Nico hạ gục ở mid đồ. Adren đang trốn rất điếm, nghe thấy một người ở xa rồi. Adren có mạng thứ hai không đây? Rất yếu máu rồi nhưng không sao cả. Olocmeister bắt được Adren. Nằm số 7 xa giam nhưng có một người móc sau rồi. Còn hai thành viên thôi. Adren có mạng thứ hai và mát boy dành cho bên phía của Fate Clan. Và họ đã tận dụng được rồi. Tỷ số là 16-11 và các thành viên cổ động viên của Fate Clan đã kháy rồi. Face up. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với map thi đấu thứ 3 thôi. Rất may mắn là các thành viên bên phía team Fate Clan họ đã giành lại được map thi đấu map pick của mình rồi. 16-11. Tỷ số cũng khá là căng kèo. Map thi đấu thứ 3 sẽ là map thi đấu đơn 2. Liệu một map thi đấu này thì chút nhận định trước vậy ạ? Liệu các thành viên phía Fate Clan có thể giành được chiến thắng hay không đây? Khó, thật sự. Khó à? Với những cái kỷ niệm của anh ở Matthew Dustin với cả team Fate Clan
thì đó chỉ là những cái kỷ niệm buồn thôi. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi chúng ta đến với mạng thi đấu thứ 3 để định đoạt số phận của Fed Clan. Xin chào anh Tờ Su nhá. Chúc anh đám cưới sắp diễn ra nó có phải là thuận buồm mà xuôi gió như kiểu Fed Clan giành chiến thắng trong trong trận thi đấu này, Matthew Mirage. Và Matthew thứ 2 đến đây thì đã là kết thúc rồi, và chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút trước khi đến với Matthew thứ 3. Matthew quyết định xem ai sẽ là người về nhà. Đó chính là Matthew đớt sai. Tôi là Linh. À quên, tôi là Ngô và bên cạnh tôi là Linh. Nghỉ trong ít phút nhé anh em ơi.